Thân ái chào các bạn. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm kem xoài. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có 1 ký xoài, 3 hộp sữa chua Vinamilk, 30g đường, 100g sữa đặc, 50g nước dừa cũng được, mà sữa tươi cũng được. Bây giờ ta bắt đầu gọt xoài. Một cân xoài này mình mua 20.000 một ký. Bây giờ là mùa hè, mình làm kem xoài mình ăn rất ngon. Xoài lại là mùa rẻ nữa. Trước khi làm mình nên rửa xoài cho nó sạch. Các bạn và các cháu mua xoài lựa cái đầu này, nó không có xanh là xoài ngon, cái đầu này nó cũng vàng luôn là xoài ngon. Mà cái xoài nó tròn tròn này nó nhiều cơm. Ta cắt xoài ta bỏ vào trong tố xin tố luôn các bạn và các cháu ạ. Ta cắt to không cần cắt nhỏ đâu.
Bây giờ thì mình chừa lại một ít để ta thắt hạt lựu. Bạn và các cháu ơi, bây giờ ta để cái này để lại, cái này khoảng nửa quả xoài ta thắt hạt lựu ta để lại, và đây là 2 trái rưỡi xoài ta bắt đầu xay. Bây giờ ta đổ đây 30g đường. Nếu các bạn và các cháu không thích ăn ngọt thì ta khỏi bỏ đường cũng được. Ta bắt đầu xay xoài. Mình xay cái số 1 thôi các bạn và các cháu ạ. Xoài này mình không nên xay mịn quá. Đây là nửa chén sữa đặc. Và đây là 3 hộp sữa chua Vinamilk. Bây giờ ta quậy đều và đổ vào cối sinh tố. Và đây là 50g nước dừa. Mình có thể thay thế bằng sữa tươi. Bây giờ ta bắt đầu xay lại. Bây giờ thì ta đổ ra cái khay này. Các bạn đổ cái khay này cũng được, mà các bạn đổ cái hộp kem cũng được. Một kem hộp á. Nhưng mà tự mình nhiều quá cho nên mình phải đổ cái này. Rồi mình đổ xoài sắc hạt lựu vào. Bây giờ ta quậy lên. Bây giờ thì nó đầy quá, mình múc bớt ra cái chén này. Nó đầy quá mình đậy nắp không được, mình múc ra cái chén này và ta đậy nắp lại. Mình để từ 5 tiếng đến 7 tiếng nó sẽ đông các bạn ạ. Bây giờ ta bỏ vào trong tủ lạnh. Và đây cũng là một hộp kem xoài mình làm từ hôm qua. Giờ đã đông rồi. Giờ ta múc ra các bạn và các cháu nhìn thấy. Bây giờ ta ăn thử kem xoài của ta.
rất ngon các bạn và các cháu ạ. À, mình làm là một ký xoài 20.000, 100g sữa đặc, 30g đường và 50g nước dừa. Nước dừa cũng được mà sữa tươi cũng được. 3 hộp sữa chua Vinamilk. Nếu các bạn và các cháu không thích ăn ngọt thì các cháu khỏi bỏ đường cũng được. Nhưng mà mình thì mình thích ăn ngọt cho nên mình bỏ 30g đường. Kem xoài làm rất đơn giản, không có gì gọi là khó hết. Mà xoài bây giờ lại là mùa nữa. Vậy là ta đã thành công kem xoài. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. À, mình còn quên, khi nào mà kem đông rồi á, các bạn và các cháu để số nhỏ thôi. Khi nào mà kem đông rồi thì ta để số nhỏ thôi, thì kem sẽ ngon hơn. Và khi làm kem thì có thể thỉnh thoảng là khoảng 2 tiếng, 3 tiếng là ta đảo lên một lần thì nó ngon, nó sẽ mịn hơn. Và các cháu nên để sữa ông thọ vào trong cái tủ lạnh đó, đặc rồi làm nó ngon. Mình khui sữa ông thọ bỏ trong tủ lạnh để đặc dẻo, thật dẻo làm nó ngon. Và sữa chua cũng vậy, ta bỏ tủ lạnh cho thật lạnh. Và xoài cũng vậy, ta để trong tủ lạnh thật lạnh rồi ta làm thì kem sẽ mau đông hơn và ngon hơn.